Facebook hả? Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ lại riêng với chủ đề Garden Guitar. Nhưng hôm nay tôi chỉ gói gọn trong cái mảng Garden Multi-Act thôi các bạn. Garden thì nó sẽ có gồm có Multi-Act, nghĩa là những cái đàn giống như thế này nè các bạn. Đó, những cái đàn giống như thế này đó. Các bạn thấy quá quen thuộc rồi đúng không? Trên sân khấu quốc tế lẫn trên sân khấu Việt Nam. Đó. Cái đệm guitar thùng là hay thấy cái ông này. Rồi Gordon mà guitar điện. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ không nói về guitar điện. Bass cũng không nói về guitar bass. Và mảng guitar thùng của Gordon là Seagull tôi cũng không nói. Mà tôi chỉ nói về cái Gordon guitar thùng dẹp, gọi là Gordon Grand Concert hay là Multi-Act. À, các bạn có người gọi là Multi-Act, có người gọi là Grand Concert. Ủa, nhiều thứ quá ta. Cái này là cái Nylund Encore. Đó, nhiều thứ quá. Như vậy thì bây giờ biết cái cây nào bây giờ? Đó, bây giờ các bạn thấy đây. Đây là guitar điện ha. Rồi chúng ta sẽ vô guitar Gordon và Multi-Act nè. À, Multi-Act. Đó. Due Ambiance Multi-Act Nylund Encore là cái cây vừa rồi cái ông da đen ông vừa chơi đó, hay là Nylund Encore Natural là cái cây vừa rồi cũng ông chơi là màu này chứ quên đó, cái đó. Và các bạn cũng hay thấy cái cây này ở Việt Nam, Multi-Act. Rồi ACS rồi ACS Slim, ACS Natural rồi ACS Slim Natural rồi Grand Concert rồi Multi-Act Grand Concert Due Ambiance, quá nhiều. Mà có cây thì nó chỉ có 25 triệu chẳng hạn, như cây này, cái cây ổng vừa chơi á là 25 triệu. Đó,
Muntiac Nylon Anchor. Cái cây ông Gia Đen ông vừa chơi ấy, mà tôi vừa mời ông các bạn nghe, chỉ có 25 triệu thôi. Nhưng mà có cây lên đến chẳng hạn như cái cây mà cây này đi chẳng hạn, 1695 đô này nó cỡ chừng khoảng 40 triệu. Nó khác nhau như thế nào? Làm sao biết cây nào sẽ phù hợp với mình? Các bạn nhớ rằng là cứ không phải là cứ mắc tiền là sẽ là phù hợp với mình đâu nha. Không phải đâu à. Không phải đâu ạ. Nó vấn đề là chỗ là các bạn biết cây nào nó sẽ phù hợp với bạn. Tại sao nó mắc tiền? Nó có những chức năng gì mà nó mắc tiền? Và những cái chức năng đó liệu mình có cần hay không? Hay là mình mua cái đàn đó về rồi mình không dùng đến nó? Những chức năng đó thì nó là vô ích. Chẳng hạn như có người mua cái Lamborghini về. Cái xe Lamborghini các bạn biết rồi, chạy trong thành phố tốc độ chỉ được 20-30 km một giờ, rất là bực bội, rất là khó chịu. Muốn mua cái xe đó đâu có rẻ, rất là đắt tiền. Mình mua cái điều đó là để làm gì? Tại sao mình không mua cái xe 7 chỗ chở nguyên cả gia đình đi nó hay hơn không? Nhưng mà cái mua cái Lamborghini kia, bởi vì cái Lamborghini nó rất là ngầu. Không phải. Chúng ta cũng có một cái khoản tiền giới hạn. Nếu bạn có nhiều tiền là bạn mua cái 7 chỗ, bạn mua cái Land Cruiser, bạn mua cái Lexus, bạn mua cái bán tải, bạn mua cái Lamborghini, rồi bạn mua đủ thứ hết. Ferrari. Cái bạn mua cái Rolls Royce. Ok, không thành vấn đề. Nhưng mà nếu mà các bạn chỉ có được quyền mua một cái thôi thì chúng ta sẽ chọn cái nào? Thì hôm nay tôi sẽ nói về cái đề tài này. Tại vì khi mà tôi up những cái video lên, rất nhiều bạn vẫn cứ hay hỏi là cái đàn này bao nhiêu tiền. Thì có cái 25 triệu, có cái 40 triệu. Ủa tại sao nó trông nó giống nhau mà tại sao nó giá tiền nó khác nhau? Thì hôm nay tôi sẽ nói về đề tài đó. Thì nếu các bạn vô trang web Gordon, GordonGuitar.com, các bạn sẽ thấy trong đó họ cũng có nói. Nhưng mà có thể có nhiều bạn cũng sẽ không để ý, hay là nói coi xong rồi không biết sao, mình cũng không hiểu. Thì bây giờ tôi sẽ nói ở đây, thì mong các bạn theo dõi ha. Rồi, chẳng hạn như cây này tôi up lên Gordon Muntiac Nylon Due Ambient. Đây, cây này là một trong những cây mà đắt tiền nhất của Gordon đã làm. Đó, cái này. Nhưng mà nếu ông này ông chỉ dùng cái chức năng hay không thôi thì rất là phí. Tôi nói thiệt với các bạn, một cái đàn Gordon Nylon Due Ambient mà chỉ dùng mỗi chức năng này thôi thì rất là phí. 40 triệu về rất là phí. Cái này nó sẽ có nhiều hơn như vậy. Nên là trên này Robert Gordon họ đã có cái video và cũng trên này cũng có nhiều cái video khác nói về cái chuyện này. Thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu bằng cái video này. Đây là một cái video nói là Gordon Muntiac ACS và cái Gordon Grand Concert. Hai cái này khác nhau như thế nào và cái nào sẽ phù hợp cho các bạn? So I was watching YouTube 13 years ago looking for my first Gordon guitar. 13 năm trước ông đã lên trên YouTube coi. I see this guy. Hey, watch me turn my guitar into a piano in 3, 2, 1. Cái cây đàn Gordon đánh tiếng piano như đàn ông. I was so blown away. I was like, I gotta have that guitar. This is incredible. So right away, I got my first Gordon Muntiac Grand Concert SA. Đó là cây đàn guitar đầu tiên Grand Concert SA. Like it plays by itself. I'm not even doing an effort. It's amazing. Đó là cái cây đầu tiên của ông. Wow. Và ông đã đánh hôm nãy lúc đấy ông đánh cái cây. I loved it and I still love it and it's still my main guitar. Tiếng piano. I reached out one of my instructors, a classical guitar instructor in Mexico, and I said, "Hey instructor,
Why do you have a multi-act ACS? Trong khi ông thầy của ông lại có một cây Gordon, không phải Grand Concert, mà là một cây Gordon ACS, ACS. Like this one. When you're a classical guitar đây, player. Cái này đây. And this other one, the multi-act Grand Concert, is meant for a classical guitar player because the neck is wider, is thicker. He said, the ACS is like an electric guitar. It's completely solid. The Grand Concert is semi-hollow. So this one, the ACS, has less risk of breaking if you're handling like the airlines handle instruments. He said also for gigging a lot, it takes less space on a gig bag. It's more like a gigging instrument. And so that's the reason I got this one. Và cây Grand, cây Multi-Act ACS này thì ông nói lý do là bởi ông thầy ông nói lý do là bởi vì thùng nó đặt cái cây Grand Concert kia thì thùng nó là thùng rỗng, cần cây ACS này là thùng đặc và cái cần của nó nhỏ hơn một tí nên thành ra và vì nó thùng đặc nên thành ra khi mà đi di chuyển trên máy bay này kia thì sẽ nếu mà chẳng hạn như cái người mà vận chuyển quăng hành lý nào họ có lỡ họ quăng hành lý thì cái đàn của mình nó sẽ không bị bể. Và đó là lý do tại sao ông mua thêm một cây ACS nữa để ông đi show. So I used the ACS for a while, but I ended up going back to my Grand Concert. And I feel like the notes resonate longer because it's semi-hollow. That's one of the reasons. Another reason is because I really enjoy the feel of a wider neck. A lot of the music that I actually really enjoy playing is finger picking. And I find it really comfortable to play finger picking guitar or classical guitar. Và lý do chính là bởi vì ông quay lại cái cây Grand Concert, ông đánh nhiều hơn là bởi lý do chính là bởi vì cái cần là cái cần nó giống y chang như cái cần cổ điển. Nó giống y chang như cần cổ điển, nghĩa là nó to hơn cái cần mà guitar điện một chút xíu, đúng y chang như cần cổ điển nên thành ra giống như cái lúc ngày xưa ông học nên là ông hay dùng cái đó. Và thứ hai nữa, lý do thứ hai nữa là bởi vì cái này là cái thùng của nó là I like this guitar. I find that this other guitar you don't see it as much. That's kind of a silly reason why I don't use it as much as this one. I mean, it is a beautiful instrument definitely, but I like the way this contrasts the background and whatever I'm wearing. It's just I love it. Another reason why I prefer the Grand Concert is because if for some reason I'm completely unplugged, I can still hear it. Đây là cái lý do mà cái thùng rỗng nè. Khi mà ông kéo dắt ra, ông đánh và ông vẫn nghe được cái âm thanh của cây Grand Concert. Đó, các bạn thấy không? Versus having a guitar that sounds just like an electric. Và nếu cái ACS, nếu các bạn kéo rút dắt ra thì các bạn sẽ nghe như thế này. Guitar unplugged. But again, there are different instruments and for different situations. The ACS. Đó là một trong những cái lý do đó, thùng rỗng và thùng đặc. Tuy nhiên, sau khi một quá trình tôi bán khá là nhiều và tôi nhận phản hồi lại của các nghệ sĩ chơi guitar mà đệm cho ca sĩ ở Việt Nam, thì một cái điều nó là như vậy. Cái thùng rỗng thì ok đánh nghe hay. Nhưng mà khi các bạn lên sân khấu, thì nó vẫn có thể hú. Đương nhiên nó so với cái cây, những cái cây mà guitar thùng bình thường khác thì nó tuyệt vời lắm, nó không bị hú, rất hiếm khi bị hú. Nhưng mà cái cây Grand Concert nó vẫn có thể bị hú một chút nếu mà mở quá lớn chẳng hạn, hoặc là vì lý do nào đó mà âm thanh nó bị như thế nào thì vẫn có thể hú. Nhưng mà cái ACS thì hoàn toàn là yên tâm, không có một hú một chút nào luôn. Đó là lý do của cây ACS, nó là như vậy. Đó. Yes, it's very comfortable when it comes to how thin it is. You put your arm right here, it's like it's barely there, you know? So that's something very beautiful about the ACS. Also, if you're used to a lot of strumming or a lot of fingerstyle picking where you use your thumb, then it's a good instrument because it's thin, like
most of the acoustic steel string guitars. And the fact that both of them can connect to a synthesizer is a... Và cái ACS thì đương nhiên cái cần nó nhỏ hơn cái cần cổ điển. Nhưng mà thật ra cũng ACS cũng có một cái loại, cái loại ACS Grand Concert thì cái cần nó cũng giống y chang như cái cần cổ điển bình thường. Và tôi nói luôn cái này là cả cái Grand Concert lẫn cây ACS nó đều có, thứ nhất là tiếng guitar ni lông thùng, các bạn nghe ha. À, khi mà cắm cái jack 6 ly vô, các bạn đánh sẽ nghe tiếng guitar ni lông. Và cái điều quan trọng nhất là khi nó, khi các bạn cắm vào một cái cục synthesizer như thế này chẳng hạn. Đó, cục synthesizer như thế này. Đó. Thì các bạn sẽ tạo ra đây. MIDI cable. So it allows me to communicate with a synthesizer for it. So I can play. Đó, các bạn thấy như cái so many sounds, I forget how Roland many, ZR. My favorite of all time is the saxophone. Và guitar đánh được tiếng saxophone luôn. Another great thing about these guitars is their pickups. They're like six tiny pickups basically in order to use a synthesizer. Và đây cũng là một cái lý do là cách đây cỡ chừng khoảng 25 năm về trước, chính xác thì là 28 năm về trước, lần đầu tiên chúng tôi mang một cái bàn nhạc của Roland về. Ông họ đã ông đánh cái đàn Fender, một nghệ sĩ họ ông đánh cái đàn Fender và dùng cái pickup của cái Roland ZR, lúc đó là ZR09. Và ông đánh ra những tiếng synthesizer thì tất cả những người chơi guitar trong thành phố Hồ Chí Minh đều rất là ngạc nhiên. À, đều, hay quá. Nhưng mà có một cái điều mà như vậy, khi mà cái pickup của cái cây ZR đó mà để cho cái cây Fender, bởi vì nó không có dính liền trực tiếp với lại cái dây, nên thành ra nó có độ trễ các bạn. Nó có độ trễ. Nghĩa là khi các bạn đánh, nó sẽ ra tiếng thùng trước, rồi nó mới ra cái tiếng của synthesizer sau. Nên nó có độ trễ, nên là đánh. Cái người chơi guitar, người ta vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Cho đến năm 1996, lần đầu tiên, Gordon, ông tới Việt Nam và ông mang theo một cái người nghệ sĩ, người Canada. Ông đó đánh guitar và chơi nhạc blues rất là hay. Thì ông cầm cái kia Gordon, ông cũng cắm vô cái cục GR đó. Nhưng mà ông đánh thì ông không có bị độ trễ. Thì tôi mới phỏng vấn ông là tại sao không có cái độ trễ trên cái cây Gordon của ông đánh như vậy. Thì ông nói lý do là bởi vì cái cây Gordon mà ông đánh là cái pickup của nó, là cái pickup rời như thế này, và cái dây nó tiếp xúc trực tiếp với pickup như vậy, nên là nó không có độ trễ. Còn cái của cái Fender kia, các bạn dùng một cái cần pickup mà cái dây nó không tiếp xúc trực tiếp với cái dây, nó giống như cái pickup bình thường, nó sẽ dùng từ thôi, thì nó vẫn có độ trễ. Còn cái kia, còn cái của Gordon thì cái pickup đó tiếp xúc với dây trực tiếp như vậy, nên thành ra khi các nghệ sĩ đánh tiếng synthesizer nó không có độ trễ so với lại tiếng guitar thùng. Đương nhiên là ở Việt Nam cũng có một ít người chơi synthesizer như trên guitar như vậy thôi, nhưng mà đây đây là cái lý do mà cái Grand Concert và cái ACS than the Grand Concert because of the fact that this is completely solid. But actually, đấy, ông cũng mới vừa đề cập đến cái vấn đề hôm nay tôi mới nói là cái cây ACS nó khó hú, hầu như không xảy ra hú, là bởi vì cái thùng của nó là thùng đặc. I have played both of them with a band close to speakers at a high volume, and I have never had feedback with either of them. There's something else that I haven't addressed, and that's the fact that it doesn't have a hole. That's kind of like a bold move when it comes to design from Godan, because so you can compare. Right. Ông vừa so sánh tiếng âm thanh của cây Grand Concert và cây ACS cho các bạn coi. Đó, đó là tiếng ni lông của nó. Đó. Còn bây giờ thì ông sẽ
cho chúng ta thấy là cái đây là lý do mà tại sao cây Grand Concert và cây ACS nó sẽ đắt tiền hơn cây Nylon Anchor. Là bởi vì khi các bạn kết hợp với cục Roland ZR20 chẳng hạn, chuyện gì xảy ra? Đây cái cục lúc ra là đầu tiên ha. Bossa Nova ha. Đánh bass luôn. Đúng. Tiếng bass này từ cái kia xin sai. Và đây là tiếng guitar đi lòng. Exactly. Oh, beautiful. One man band hả? Bây giờ guitar cũng làm one man band chính hiệu luôn. Đó là lý do mà Grand Concert và ACS đắp tiền thành cái cây Nylon Anchor. Và cây Grand Concert đắt tiền hơn cây ACS là bởi vì nó là thùng rỗng, còn cây ACS nó là thùng đặc. Nhưng mà bản chất cây ACS và cây Grand Concert là tiếng nylon của nó thì nó gần như là giống như nhau. Thì cái cây ACS thì nếu các bạn mà các bạn vẫn có thể chọn lựa được những cái cây mà ví dụ như cây ACS mà nó là Grand Concert các bạn. ACS Slim nè, ACS nylon bình thường, ACS Grand Concert. Ví dụ như cái ACS Grand Concert này thì cái cần của nó cũng giống y chang như là cần guitar cổ điển, nghĩa là nó dày giống y chang như vậy. Thì đó là như vậy. Thì trong trường hợp ông vừa nói thì cái cần nó nhỏ hơn thì nó nếu tùy. Nếu các bạn chọn cái loại mà nó chẳng hạn như cây nylon nitro chẳng hạn, hay là cây slim đi, cây slim cần nó còn nhỏ hơn nữa. Và cái cây này là cây Grand Concert thì là cái cần lớn hơn, cần giống cần standard của guitar cổ điển thì nó là như vậy. Đó. Thì nói chung tóm lại Grand Concert cây Grand Concert, Montiac Grand Concert hoặc là Montiac Due Ambient chẳng hạn. Khác với cây ACS ở chỗ là cái thùng của thằng này là thùng rỗng, còn thằng ACS là thùng đặc. Đó là cái khác biệt mà lớn nhất. Thì cái thùng rỗng là khi các bạn đánh bình thường không có cảm giác, các bạn vẫn có thể nghe tiếng. Còn cái thùng đặc thì để nghe tiếng rất nhỏ ha. Đó là lý do chính. Nhưng ngược lại khi các bạn lên trên sân khấu thì cái thùng đặc thì nó hoàn toàn là không có hú. Cái thùng rỗng thì theo như ông vừa nói thì ông chưa bao giờ gặp trường hợp hú bao giờ cả. Nhưng tôi có vài nghệ sĩ nổi tiếng đánh cả cây ACS lẫn cây Grand Concert. Thì họ đã phản hồi với tôi thì cây Grand Concert có rất ít, nhưng mà có một vài lần nó cũng hơi hú một tí, phải giảm gain một chút. Nhưng mà cái đó là lý do. Thì cái lợi thì cũng là cái hại, mà cái hại cũng sẽ là cái lợi. Thùng rỗng thì kêu to, nhưng mà kêu to thì dễ hú, đúng không? Thùng rỗng kêu to thì dễ hú, đúng không? Nên thì tùy theo các bạn có thể chọn cây Grand Concert hay cây ACS gì cũng được. Đó. Và hai cây đó nó đều có một cái chức năng đó rất là hay. Nhưng có thể có nhiều bạn nói tôi không cần thiết cái điều này. Đó là cắm với cục MIDI và sẽ ra được tiếng synthesize, tiếng đàn ọc. Bass, trống, saxophone, piano, tiếng vibraphone hay gì đó. Và rồi các bạn thấy. Còn nếu các bạn chỉ dùng tiếng guitar không thì tùy theo nha. Và đây là một cái ví dụ của cây
Grand Concert. Quá đẹp ha. Đó là cây Grand Concert. Còn đây là cây ACS. Nhưng tôi sẽ không nói về cây ACS guitar thùng nylon như bình thường nữa, mà tôi nói về một cây ACS khá đặc biệt. Đó là cây Gordon Multi-Act ACS, mà nó là slim. Slim là cái cành, nó là cành nhỏ. Tại sao tôi nói cái cây này? Tại vì cái riêng chỉ có một model này duy nhất, là một model này duy nhất có khả năng đặc biệt. Đó là anh có thể dùng dây nylon. Is the Multi-Act slim. Now the Multi-Act comes in a... Anh có thể thay dây sắt vào. Ok luôn. Nghĩa là cây này là cây duy nhất trong dòng có thể dùng dây nylon hoặc dây sắt. Còn những cái cây kia thì chỉ có dây nylon thôi hoặc dây sắt thôi. Chả tí nó sẽ cho các bạn coi một số cây chỉ có dây sắt không thôi. Nhưng riêng cây slim này thì thay dây nylon đánh ok. Thay dây sắt cũng ok luôn. À. A bunch of different varieties, so you can get it with a traditional like 2-inch full classical width. And all that kind of stuff, but I wanted the slim model, which feels more like a regular acoustic guitar or an electric guitar, simply because I play so many guitars on this channel, and they all feel different. I wanted something so that I could quickly jump over. Và ông cũng nói luôn, lý do ông chọn cây slim bởi vì cái cành nó nhỏ, nó giống như những cái cây guitar điện mà ông hay chơi, nên chính đó là lý do mà ông chọn luôn cái cây slim như thế, bởi vì nó cành nó nhỏ. À, rồi những cái lý do khác. Và bây giờ đây các bạn đang nghe âm thanh của cây ACS nha các bạn. Hoặc là nghe cái sông ra một chút. À. Ông bỏ override vô, ông chơi luôn. Nhưng nếu các bạn muốn chơi kiểu như vậy, tôi có một cái model khác để làm cái chuyện đó. Đó là lý do tôi sẽ sang cái video khác. À, video này. À, đây. À, để coi. À, đây là một cái video khác. À, tí nữa tôi sẽ nói về cái video đó. Rồi, ok. Rồi, nếu các bạn đã thấy rõ ràng được Grand Concert à, và cái ACS. Nó như vậy, cái Grand Concert thì giá nó cỡ chừng khoảng tầm, cỡ chừng khoảng 38-40 triệu tùy theo model. Có model 38 triệu, có model là 40 triệu. Còn cái ACS thì nó cỡ chừng khoảng 30 triệu, à, rẻ hơn 10 triệu. Đó. Nhưng các bạn cứ đừng nghĩ là cái cây 40 triệu là nó sẽ hay hơn cái cây 30 triệu. Không phải như vậy đó các bạn. Không, tôi không nói cái đó, hai cái đó nó khác nhau như vậy. Nhưng mà lý do tại sao nó lại khác nhau như vậy thì tôi không biết. Nhưng mà thực ra mà nói thì tôi đã ở ngay cửa hàng và tôi nghe rất là nhiều nghệ sĩ đánh. Và tôi ngồi ngày đó quan sát và tôi hỏi, tôi phỏng vấn rất là kỹ. Và cảm giác như thế nào? Thì do cái cảm giác thì... Nhưng mà khi
trước đây thì cái cây cái ACS nó không có cái cần mà cần cổ điển thì nó cảm giác nó khác, nhưng bây giờ nó có cần cổ điển rồi, thì khi những nghệ sĩ đánh như vậy thì họ cho cái phản hồi lại với tôi rằng là âm thanh của cái tiếng nylon thì có người này thì cảm giác như thế này, có người kia cảm giác như thế kia, nhưng mà tổng chung lại thì tôi thấy là cái tiếng riêng về tiếng đàn nylon của hai cái cây đàn đó nếu mà cắm vô amply thì họ nói rằng là nó không có khác nhau gì, cái độ khác nhau nó 9-10 do cái cảm quan thôi, 9-10 hay gì đó thì tôi không biết, nhưng mà theo như thì tôi thấy thì tôi hỏi ngay, tôi cũng phòng nói chuyện luôn với ông Garden thì ông cũng nói rằng là những nghệ sĩ khác thì họ cũng nói có người thích này có người thích cái kia, nhưng mà rõ ràng là cái cảm quan của họ là lý do khác 10 triệu thì bởi vì do cái kỹ thuật làm ở cái thùng rỗng thì nó khó hơn là cái thùng đặc, nên thành ra nó giá thành nó cao hơn, đó là lý do chính. Còn nếu các bạn không cần một cây đàn mà có tiếng synthesize thì các bạn sẽ chọn lựa cây đàn nào? Bởi vì rõ ràng là tôi không muốn tiếng đàn ọc vô trong đó. Trong ban nhạc tôi có thằng ọc rồi, tôi không cần thằng đàn ọc. Tôi chỉ cần đánh cái đàn guitar thùng nhưng không bị hú. Thì xin giới thiệu với các bạn cây đàn này, đó là Nylon Anchor. Nylon Anchor. Cái này nó màu xanh là bởi vì do phiên bản 20 màu xanh. Phiên bản 2016 thì nó là màu xanh. Có năm thì nó làm 3 màu. Nhưng ở Việt Nam thì tôi thường chỉ nhập có một màu duy nhất là màu tự nhiên. Lý do là bởi tại sao nhập màu tự nhiên là bởi vì những anh đánh guitar nylon thường xuất phát từ dân cổ điển nên chỉ thích cái màu tự nhiên. Đó là đánh ở trong studio. Còn hôm nãy là cái video ngay ban đầu, đó là đánh ở trên sân khấu cùng Larry Mitchell. Ông đánh trên sân khấu là cũng cây Gordon Anchor luôn các bạn. Cũng là đó, còn thấy không? Đây là cái cây, cũng là cái cây Anchor luôn. Vậy cái Anchor này tại sao nó rẻ hơn cái hai cái cây kia? Là lý do là bởi vì cái cây Anchor này nó chỉ có mỗi một tiếng ni lông thôi, chứ không có khả năng làm được tiếng synthesize. Tuy nhiên điều này nó cũng không nói rằng là tiếng ni lông không chứng minh được rằng là tiếng ni lông của cây đàn này sẽ dở hơn cây ACS hay là cây Grand Concert. Thì có thể một số bạn nói là cảm thấy là cái tiếng ni lông này nó không hay bằng. Nhưng mà sau khi tôi bán rất là nhiều cây Anchor thì bán rất là modern, rồi bán chạy nhất, mà đồ chạy nhất ở Việt Nam, thì tôi rất là nhiều người nói đánh cũng 1-9, 1-10 tiếng ni lông. Tôi đang nói chuyện tiếng ni lông thôi, 1-9, 1-10 thôi. Đó, nên thành ra nếu các bạn thực sự không cần tiếng synthesize thì các bạn có thể chọn tiếng ni lông là như vậy. Ở đây nó có một cái video mà không biết tôi để đâu mất tiêu rồi. Là trong cái đàn Nylon Anchor này nè các bạn, là nó có hai cái pickup lận các bạn, chứ không phải là một pickup. Cái này là trước đây là nhiều khi nhân viên của tôi quên, không có nói điều đó với khách hàng. Cái Nylon Anchor này nó có hai pickup, một cái pickup nó nằm ở dưới cái con ngựa đàn, giống như những cái đàn khác. Một cái pickup là nó nằm ở ngay trong cái phần này, ở phía trên này. Và cái cần gạt ở phía dưới, ở trên cùng là cái volume. Ba cái nút giữa là tone, 2 mid low. Và cái cần gạt ở dưới cùng này là cân đối giữa cái pickup ở ngay trong thùng và cái pickup nằm ở dưới cái con ngựa. Thì tiếng pickup ở ngay dưới con ngựa thì tiếng nó có vẻ nó nhiều 2 mít hơn, tiếng 2 mít nó nhiều hơn. Nó có thể nó ra cái tiếng tẹt tẹt nhiều hơn. Đó. Trong khi cái pickup ở phía trên thì tiếng nó ấm và nó tròn hơn. Có người thì thích tiếng ở dưới, có người thì thích tiếng ở trên. Nhưng mà chung quy rằng là
Có người thì thích kết hợp cả hai, kết hợp cả hai tiếng kết hợp lại với nhau. Thì khi các bạn đánh, các bạn bây giờ các bạn đánh thì các bạn sẽ gạt hai cái pickup lên dưới, trên dưới như vậy. Thì các bạn sẽ cảm thấy được cái nào nó sẽ phù hợp hơn cho các bạn. Cái trên thì tự nhiên hơn, cái dưới thì nó nghe nó có thể nó chất điện hơn một chút. Thì đó, nó là như pickup nó là như vậy. Đó là cây nylon anchor nha các bạn. Cái này thì giá trị nó của nó chỉ có 25 triệu thôi. Đó là màu tự nhiên đó các bạn. Màu tự nhiên là 25 triệu. Còn màu xanh này các bạn hỏi thì tôi nói thiệt là không còn đâu, bởi vì nó 2016 rồi. Nhưng mà để tôi coi coi năm nay nó có màu gì. Đây. Nhiều khi có nhiều bạn lại thích màu khác cơ. Nhưng mà dân cổ điển thì khổ lắm. Chỉ thích màu tự nhiên thôi. Cái gì tự nhiên đó không thích xài khác. Chẳng hạn như Multiac Anchor này năm nay lại có cái màu sunburst. Màu này màu sunburst nè. Đó. Đây là màu tự nhiên thì năm nào cũng có nha các bạn. Năm đó là luôn luôn là nó màu đen truyền thống như vậy, mà đồ truyền thống như vậy. Cái ACS năm nay lại có cái màu xanh. Rồi có màu thêm màu đen nữa. Có năm có màu đen, có năm không có. Nhưng mà tất cả những cái cây này luôn luôn có màu truyền thống là màu tự nhiên hết các bạn. Đó, vậy chúng ta đã có ba cái model chính rồi ha, về dây ni lông. Thứ nhất là Grand Concert, thứ hai là ACS và thứ ba là cái nylon anchor. Đó, thì cái Grand Concert là thùng rỗng và ACS là thùng đặc. Hai cái model này đều cho ra tiếng đàn dây ni lông cộng với tiếng đàn synthesizer. Riêng cái model ACS Slim thì có thể gắn dây sắt hoặc dây nylon. Còn cái cây mà nylon mà anchor thì chỉ ra tiếng đàn thùng nylon mà thôi, chứ không có thể làm được tiếng synthesizer. Đó là như vậy các bạn ha. Rồi trong trường hợp nếu các bạn muốn cái đàn mà có dây sắt không thôi thì xin mời các bạn đến cây Multiac Steel. Ông này là khá là nổi tiếng đó các bạn. Ông chơi ông được demo cho rất là nhiều, trong đó có cho nhiều hãng, mà trong đó có một những hãng rất là đắt tiền như vô điện. Đó là các bạn sẽ có một cây tên là Gordon A6 Ultra. Thì cái cây Gordon A6 Ultra này, trong cái tiêu đề của ông, Junai Iker này, ông đặt tên là Acoustic hay là Electric. Các bạn nghe thấy rồi các. Ông vừa đánh cái cây guitar này, cây Gordon A6 này, ông có thể dùng tiếng guitar thùng, guitar steel, tiếng dây sắt hoặc là tiếng đàn guitar điện của cái humbucking này. Thì cái đàn này nó có hai cái lỗ jack, một cái lỗ jack ra cho đàn cho dây sắt steel và một cái lỗ jack của guitar điện của cái pickup humbucking này. Và các bạn cũng sẽ có các nút chỉnh ở đây, tone của cái humbucking, volume của humbucking và tone và volume của cái phần acoustic. Và đây là nó có cái cần gạt ở đây để cân bằng giữa cái tiếng electric hoặc là tiếng steel, tiếng guitar điện hoặc là tiếng dây sắt, thì tùy theo. Bạn thích guitar điện nhiều, các bạn gạt sang guitar điện. Các bạn muốn guitar thùng thì các bạn gạt xuống guitar thùng. Hay ở giữa cân bằng như thế nào là tùy theo mình. Đây là cây Gordon A6. Một cây 2 trong 1. Có cây 3 trong 1 nữa nha các bạn.
Nhưng mà để kỳ tới tôi sẽ nói về cái điều đó. Cây Go Adan A6 đó thì giá nó cỡ chừng khoảng tầm 25 triệu. Và mời các bạn sang cái cây kế tiếp. Đó là cây Go Adan Acoustic Caster. Acoustic Caster. Các bạn thấy rõ ràng ông đang đánh tiếng guitar điện đúng không các bạn? Blue. Đó. Và cũng cây Acoustic Caster này, nhưng Acoustic Caster, và đây là tiếng thùng. Và các bạn cũng thấy ở đây là cái pickup, ở đây là cái humbucking, và đây là cái vẫn là cái pickup của cái guitar thùng nằm ở dưới cái con ngựa của đàn đó. Thì cái này cũng như vậy luôn, cũng giống như là cái A6, cũng hai chức năng, một cái là steel và một cái là humbucking ra tiếng guitar điện. Thì nếu trong trường hợp các bạn muốn xách một cây guitar đi mà không cần phải thay thế, các bạn không cần phải thay thế, đổi guitar ra, đổi guitar vô, đổi. Đương nhiên thì các bạn vẫn thích như vậy, đang đánh guitar electric vậy, vậy. Nhưng mà vẫn rất có thể là đánh thay đổi ra đánh guitar thùng chẳng hạn. Nhưng mà nếu lỡ chẳng hạn như trong trường hợp mà ban nhạc của bạn chỉ có một người đánh guitar thôi, và bạn đi xa, bạn không có điều kiện để mang nhiều cái đi cùng lúc, thì đây là cái giải pháp mà các bạn có thể chọn lựa. Đó. Đây là cây Acoustic Caster, hoặc đây là cây Go Adan A6. Vừa có tiếng dây sắt steel, vừa có tiếng guitar điện ở trong này luôn. 2 trong 1. Cái này thì chừng 25 triệu. Còn cây Acoustic Caster thì nó đắt hơn các bạn. Nó tại nó có cái thùng rỗng luôn. Thì cây đó nó lên có chừng khoảng 38 triệu lận. Đó. Đó là bây giờ các bạn đã thấy được rồi, là rõ ràng là biết cái nào là theo cái công dụng của mình rồi ha. Kỳ tới tuần sau thì tôi sẽ nói về, hay là thứ bảy luôn, tôi sẽ nói về những cái cây Go Adan mang dáng là điệu, mang dáng là cái guitar điện, chứ không phải điệu, không phải điệu, quên. Mang dáng vẻ là guitar điện, nhưng nó ra rất là nhiều chức năng. Chẳng hạn như này đây, mấy cái cây này đây, nó ra rất là nhiều chức năng. Tiếng điện có, tiếng synthesizer có, và tiếng thùng có luôn. Vậy thì điều gì xảy ra với những cái cây này? Tại sao những cây này, những ai sẽ muốn dùng những cây này? Đó, chẳng hạn thì tuần sau thì tôi sẽ nói về những cái điều đó. Còn hôm nay thì chúng ta chỉ kết thúc ở cái phần mà cây Go Adan Grand Concert ACS, hoặc là ok chưa bạn? Cây này cây ACS nha các bạn. Nhưng cái điều này là tôi cũng nói các bạn luôn, khi các bạn cầm cái này đi thì có hai cái là các bạn cũng nên lưu ý. Điều thứ nhất là các bạn nên mua
nên sở hữu riêng cho mình một cái cục direct box. Tại sao tôi nói các bạn nên sở hữu riêng cho các bạn cục direct box là như thế này. Khi các bạn đánh guitar điện á, là các bạn đánh chung với band, tiếng trống, tiếng organ, tiếng organ và bass thì kia nó lên, nên những cái phần mà ù ì hùng hiết này kia, khi các bạn đánh tiếng guitar lên và band nhạc lên thì rất khó để nghe được tiếng xì, tiếng ồ, tiếng ì. Nhưng mà bởi vì phần nhiều các bạn, khi các bạn cầm những cái cây gòi đàn này đi đệm ca sĩ hoặc là đánh solo thì những cái bài là bài acoustic là ít khi có trống, có bass, có ban nhạc mà đánh mộc với ca sĩ. Thì lúc đó chỉ có mỗi ca sĩ với bạn, hoặc cùng lắm là một ông bass, hoặc là có thể là một ông keyboard đánh nhạc, để đánh tiếng đàn. Thì lúc đó cái tiếng ồ, tiếng ì, tiếng xì có thể xảy ra. Đương nhiên khi người ta design những cái đàn này là người ta đã hạn chế tối đa những tiếng ồ, ì, xì hết. Nhưng mà khi các bạn làm như vậy vẫn có thể xảy ra tiếng ồ, ì và tiếng xì. Vậy thì các bạn cần phải có một cái cục direct box riêng cho mình. Tại sao? Cái cục direct box đó là cái cục nó sẽ chuyển từ cái 2G là tổng trở cao xuống thành tổng trở thấp, low impedance, low G. Và từ đó nối xuống cái mixer. Đó. Thì tại sao qua cái cục đó là tiếng đàn của bạn nghe dày hơn, hay hơn, hoặc là không bị OA? Thì nó nằm trong một cái chuyên đề khác, hàn dây hay như thế nào, dây dắt nó rất là phức tạp. Phải nửa tiếng đồng hồ để giải thích cho các bạn. Vì tôi không có giải thích ở đây. Và tôi chỉ nói với các bạn rằng là các bạn nên có một cái cục direct box. Một cục direct box thì nó không có bao nhiêu tiền, nó tầm khoảng 1 triệu cho đến 1 triệu rưỡi thôi một cục. Đó, các bạn cần phải có một cục đó. Cắm cái đàn guitar vào cái cục direct box. Và từ cái cục direct box các bạn cắm vào mixer. Đây là cái hình ảnh của cái cục direct box là nó như thế này đấy các bạn. Đó. Input vô nó và từ nó ra mixer. Thứ nhất. Thứ hai, nếu có điều kiện. Nếu có điều kiện thì các bạn mua thêm một cục reverb nữa. Đây. Mini Hall of Fame. Cái cục Hall of Fame kia nó hơi đắt. Cái cục mini Hall of Fame là được rồi. Tại vì cái này nó chỉ có một cái nút, bạn thấy một nút thôi, nhưng mà thật ra nó khi các bạn cắm cái này chung với lại đây nó có đường USB nè các bạn. Các bạn cắm cho máy vi tính thì các bạn chỉnh rất là nhiều thông số ở trong đó. Và các bạn chỉ cần chỉnh đúng cái thông số của mình, chẳng hạn như reverb hall hay là gì đó. Rồi khi chúng ta đánh trên sân khấu thì chúng ta chỉ tăng giảm nó thôi. Thì hai cái cục này tôi nghĩ rất là quan trọng. Thứ nhất là direct box để triệt tiêu cái tiếng ù ì, hù hùm, và tiếng nó bị nhỏ hơn nữa, mất treble nữa. Và thứ hai là tiếng vợt. Đôi khi âm thanh thì họ cũng có vợt để cho ca sĩ thôi, nhưng mà nhiều khi nó thì đương nhiên tùy theo các bạn thôi. Nếu các bạn tiết kiệm thì các bạn không cần phải mua cái vợt, nhưng mà theo như thôi, mình chủ động thì nó vẫn hay nhất. Một cây Gordon guitar, một cục direct box và một cục vợt. Các bạn đã làm chủ thiên hạ được rồi đó, bá đạo được rồi đó nha các bạn. Đó thì hôm nay chủ đề của chúng tôi chỉ nói về vấn đề nó như vậy. Gordon thôi ha. Thì những ông guitar thì sẽ rất là khoái, những ông keyboard thì sẽ chả thấy gì là thú vị. Nhưng hy vọng qua cái video này, cái livestream này, thì các bạn sẽ biết đâu là cái mà các bạn sẽ cần thiết để chọn lựa. Để sau này khi các bạn mua, các bạn không cần phải hỏi ê, cái này sao mày, b, cái này sao mày. Bây giờ các bạn tự, các bạn có thể tự chọn được rồi. Dễ mà, đâu có gì đâu khó. Rồi, xin chào các bạn. Hãy what the wonderful world đi. Hôm nay là một ngày đẹp trời mà. Các bạn nếu
đăng ký cái kênh của ông này ông đánh rất là hay. Để hợp âm rất hay. What a wonderful world. Rồi xin chào các bạn nha. Đi.